Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Hôm nay kênh Yêu Cây sẽ dẫn quý vị và các bạn đi tham quan và ngắm cuộc trưng bày triển lãm của câu lạc bộ Vườn Xanh Nga Sơn Thanh Hóa. Ở đây mặc dù hôm nay thời tiết tương đối là vì mình không làm cỏ nhưng mà cứ hoa đây này. Nhưng nó cao, nó lấp hết bệ đây anh. Em Yêu Cây và ở khắp nơi vẫn đang đổ về đây để được chiêm ngưỡng cái các cái tác phẩm của câu lạc bộ mình đang. Nó là đẹp hết nha. Cái này là mình cấy vào chứ hả? Nó tự nó lên này ạ. Trưng bày tại đây. Vâng, nó lên đấy. Hả? Vâng. Để tưới nước thoải mái không và ở video này kênh Yêu Cây xin giới thiệu với quý vị và các bạn ba tác phẩm của một nhân vật rất là nổi, rất là đặc biệt của làng cây mình, anh bonsai chính hiệu. Ôi. Kênh truyền thông, em chào anh. Chào em Thọ. Chào hai anh nhá. Xin giới thiệu với Thọ, đây là anh Dũng. Dạ. Và có biệt danh là anh Dũng Gỗ. Dạ. Bởi vì anh trước đây anh kinh doanh gỗ. Dạ. Bán bàn ghế rồi giường tủ kính nước loại. Dạ. Nhưng sau đó thì anh cũng có duyên với gỗ, với cây. Dạ. Vì vậy anh lại lấn sân sang cái cây. Dạ. Nhưng mà anh chơi thì cũng không rộng rãi. Anh chỉ được tập trung vào cái đam mê. Dạ. Và đặc biệt anh có một cái bộ ba rất đẹp mà ngày trước là cũng nhiều người muốn ngắm nhưng mà không có cơ hội bởi vì anh để mãi trên sân thượng tầng 4 kia. Trên tầng 14. Tầng 4. À vào tầng 4 thì ạ. Anh em mới thấy cây nó quý vậy để đấy nó hơi phí. Dạ. Thì cũng động viên anh đưa xuống. Vì vậy nên anh đưa xuống được thời gian thì vừa rồi triển lãm Ninh Bình anh đưa ra Ninh Bình chơi. À. Và sau Ninh Bình lại đưa về đây. Hay quá. Lát nữa em chia sẻ cái bộ ba của anh Dũng cho anh em Yêu Cây được biết. Dạ vâng. Chút nữa chúng ta sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn, chúng ta sẽ quay lại với lại bộ ba của anh Dũng ở video tiếp theo. Và bây giờ chúng ta cùng anh Chính Hiệu và anh Dũng ngắm ba cái tác phẩm rất đặc biệt của anh Chính Hiệu. Bởi vì như em theo dõi trên kênh của anh Bonsai Chính Hiệu thì cũng rất là sát sao nhưng rất ít khi được ngắm tác phẩm của anh, thì anh cống hiến cho làng cây rất là nhiều. Nhưng hôm nay kênh Yêu Cây về đây là kênh Yêu Cây nói với anh là hôm nay anh là người giới thiệu đấy, chia sẻ còn để cho các em ở nơi xa về bấm máy đấy. Đây và chúng ta đang ngắm tác phẩm đây anh ơi. Ơi tác phẩm này tên là gì anh nhỉ? Thì báo cáo với em là ngày trước đây có cái tên là Xanh Giáng Tùng. À. Cái đây từ ngày anh mua thì chủ nhân trước người ta đã đặt tên, vì vậy là cứ theo cái tên cũ để mình gọi thôi. À. Nhưng mà cách đây mấy hôm thì anh cũng có thay đổi cái tên. À. Và lần này thì anh mới nói cho Thọ biết là anh mới thay đổi tên bởi vì cũng chưa nói cho ai cả. Dạ. Mình âm thầm mình ghi cái tên rồi. Tên là gì anh đọc cho em này. Cái tác phẩm này là Người Đẹp Xứ Thanh. Người Đẹp Xứ Thanh, đúng chuẩn rồi. Quá. Có mái tóc dài đua xuống ngay đúng không? Thì mình cứ cho nó là một người đẹp, cứ coi như đây là một người đẹp. Và nó ở Thanh Hóa thì gọi là nó ở Xứ Thanh đi. Thì mình đạt thì nó cũng mộc mạc, nó đơn giản thôi. Nhưng mà mình thấy này nó cũng có những cái ý nghĩa của nó. Thì nhìn tổng thể tác phẩm cũng mảnh mai như cô gái Xứ Thanh. Có mái tóc dài đưa xuống và chúng ta vào đây cùng anh ơi. Ơi. Ừ, rồi ok. Chúng ta ngắm sâu hơn tác phẩm của anh. Ừ. Anh ơi, tác phẩm của anh cứ bẻ chảy ra như này nhỉ? Cái này nó có cái cơ địa nó rất hay, Thọ. Vâng. Cái này từ cái chân móng cho đến lên đến ngọn đến các cái đầu dòng, tay cảnh đầu dòng. Nó sần sùi hết. Vâng. Thế là nó đều. Vâng. Từ trước, từ sau, từ trên xuống dưới là nó cảm đều. Cảm giác nó đồng màu. Đồng đều hết. Vâng, đồng màu. Sần sùi hết như vậy. Đây quý vị nhìn từ cái khung hình này là đưa chúng ta nhìn được cả thân này, cả chi răm cùng một màu luôn. Đấy. Cái này nó cao đúng 1m2. 1m2. Ừ. Đây, cái ngọn rất đẹp. Ngọn côn nhỉ anh nhỉ? Ừ, côn. Côn rất đẹp. Cái này là người ta không cắt giật tí nào đâu. Vâng. Chủ nhân người ta làm một lèo. Kiểu là các cũng từ, đây là một từ lâu lắm rồi đúng không anh? Một thầy giáo cũng ở Bắc Ninh. Vâng. Người ta tạo tác, nghe mọi người chia sẻ là người ta tạo
ông thầy này ông làm từ cái cành nhỏ như cái tòng đấy, ông làm gần 100 cây theo một cái dáng, hầu như từ cái dáng này là nhiều, nhưng có cái cây này là cây cơ địa nó tốt nhất. Cái này vừa rồi vừa mới đi lịch về anh ạ. Đúng rồi. Cây này thì em cũng được ngắm nhìn tại triển lãm Ninh Hiệp, một triển lãm rất là đặc biệt đúng không anh, của Hà Nội. Cái này độ tuổi nó bằng anh ơi, anh còn hai tác phẩm nữa đúng không anh? Anh em mình cùng đi ngắm. Đấy cũng là một cái tác phẩm của anh. Dạ. Cái tác phẩm này có anh giới thiệu tiếp với lại cộng đồng yêu cây đấy. Đây là tác phẩm. Tác phẩm này và cái tác phẩm kia cũng là hai tác phẩm. Đây là cây xanh trực hoành đúng không anh? Ừ. Bonsai chính hiệu. Hai cây cũng đưa Ninh Bình về đây luôn. Mùa này nó đang có sâu. Đi làm chương trình nhiều không để ý, vài hàng ngày không để ý cái là sâu. Sâu nhiều. Thân hoành đẹp không? Thân thân trực này lắc cũng rất đẹp anh nhé. Ừ, được cái là cây nó xịn. Vâng, xịn cây đúng không anh? Không chắp ghép. Cái phần đá này anh vào lâu chưa anh? Cái bệ đá. Phần đá thì anh cũng không biết, nhưng mà chủ trước khi anh mua đó nó là có sẵn như vậy rồi. Thậm chí mẹ cũng chưa thay đất chứ. Vâng. Em anh cũng đi nhiều đúng không? Ừ. Đi là nhà vì hôm nay trên đường từ Hà Nội vào đây thì em mới thấy rất là trân quý những cái thời gian mà các anh từ trong này đi ra với lại bọn em ngoài đấy. Ừ, xa lắm đúng không em? Cũng rất là xa xôi, cũng mất rất nhiều thời gian công sức để ra đấy được bọn em để chia sẻ những cái thước phim đối với cộng đồng yêu cây. Rất mong rằng qua cái thông điệp này, qua câu chuyện của anh Chính Hiệu, mong rằng anh em cộng đồng cũng ủng hộ nhiều hơn nữa với lại anh em truyền thông để anh em đưa được cái nhiều những cái giá trị hơn nữa đến cộng đồng yêu cây. Anh ơi, anh em anh còn một tác phẩm nữa. Ừ, ở còn sân một này tác phẩm cuối cùng đang ở đây. Đây là một cây si. Nếu mà chúng ta xem xuyên suốt một cái series của kênh yêu cây thì sẽ biết được anh chính hiệu đợt trưng bày của câu lạc bộ mang đến với lại triển lãm của câu lạc bộ bonsai vườn xanh này là 5 tác phẩm. Thì ở video này kênh yêu cây đã truyền tải tới quý vị và các bạn 3 tác phẩm. Đây là một cây xanh. Xanh này dáng long anh nhỉ? Ừ. Đúng không? Dáng con gọi là rồng Việt hay gì đấy. Ngày rồng trước Việt là, đúng không? Ngày trước là anh Thành Đá anh đặt tên rồi. Vâng. À cái nét đá này cũng là của anh Thành đúng không? Đúng rồi. Đẹp quá nhỉ. Đấy nhìn có cái lá nó rụng xuống nhìn có khó chịu lắm. Cảm ơn, chắc là tính anh cũng sạch sẽ. Không phải, mình cứ đi đâu nó quen cái tính rồi. Kể cả cây người ta mình cứ nhìn thấy mình cứ nhổ. Đây này quý vị nhá, tức là em đã từng nghe những nghệ nhân chia sẻ về ráng long anh. Tức là ráng long đẹp là cái này, cái đầu phải ngóc lên như này. Đúng rồi. Đấy, còn nếu đầu mà bay bay như này thì cũng thấy bình thường. Đấy, nhưng đây là tác phẩm của anh Chính Hiệu. Em thấy cái đầu rồng này rất là đẹp. Đúng rồi, vì dáng nó chuẩn không? Nó ngóc lên. Dáng nó đẹp. Vâng. Nó được cái hai mặt, ngắm mặt nào nó cũng đẹp. Nhưng cây này già đúng không anh? Nhìn này, em thấy hình như ủi cây này dẹp mà anh. Nó dẹp mà. Dẹp. Cái này nó có cái hay cái là nó dẹp, nó mỏng tanh đi mà. Vâng. Thân này. Đây là quay này. Đấy nó mỏng dẹp. Đây, để quay kỹ cho quý vị và các bạn là đấy, nó dẹp, dẹp rất mỏng. Đúng rồi đấy. Bên này mình vẫn cảm nhận cái đầu giòn rồng bên này vẫn chuẩn chỉ. Được. Đẹp luôn đấy anh. Đúng rồi. Em thấy bên này lại có chiều sâu còn nhất. Cái này là bên phải đấy mà cho cái hôm anh em kê kích nó vậy. Ôi giời, chút nữa khoảng hai anh em là xoay được mà. Thôi kệ nó. Anh ạ. Đẹp đấy anh ạ. Hy vọng rằng không biết hôm nay kênh yêu cây có cơ hội qua vườn của anh Chính Hiệu hay không. Nhưng mà hy vọng rằng kênh yêu cây có nhiều thời gian hơn nữa để được về với Nga Sơn, về với anh em Nga Sơn, về với anh Chính Hiệu, về với anh Trung Bonsai để được ngắm nhìn các cái tác phẩm của các anh. Em xin cảm ơn anh, mặc dù hôm nay em biết là anh
trong ban tổ chức để mà chuẩn bị cho cái lễ ra mắt, nhưng đã bớt chút thời gian giao lưu với cây nhiều cây. Em cảm ơn anh ạ. Ừ, cảm ơn em. Và lát nữa nếu mà xong khai mạc xong mà có thời gian, trân trọng mời em đến vườn anh chơi và thăm một số vườn ở Ngã Sơn. Dạ. Ừ. Vâng, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin cây nhiều cây sẽ tiếp tục cập nhật những cái tác phẩm rất là đẹp trong cái cuộc trưng bày triển lãm này của câu lạc bộ bonsai vườn xanh, truyền tải tới quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.